Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Ta tôn vinh Con Cha để Con Cha được tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay, đó là chương 17 từ câu 1 đến 11. Chúa Giêsu đã dành lời cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh vào thập giá. Trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ và tìm hiểu với nhau về chủ đề nhận biết Thiên Chúa. Dựa trên lời cầu nguyện này, sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Vậy đâu là một gia đình biết Chúa, có Chúa? Tôi tin rằng một gia đình biết Chúa có những đặc điểm thiết yếu sau đây. Đặc điểm đầu tiên đó là đức tin. Một gia đình biết Chúa là một gia đình có niềm tin vào Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta tin cậy Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Hay nói cách khác là chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm. Đồng thời, chúng ta phải dạy cho con cái của mình có đức tin nơi Thiên Chúa và nương cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đặc điểm thứ hai của một gia đình nhận biết Chúa đó là tình yêu. Một gia đình biết Chúa là một gia đình yêu thương nhau sâu sắc và vô điều kiện. Tình yêu là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo. Và Chúa Giêsu đã nói rằng điều răn lớn nhất đó là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Và điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi. Cho nên, những ai biết Thiên Chúa cũng sẽ thể hiện tình yêu thương đối với người khác, đặc biệt là những người thân ở trong gia đình của mình. Tình yêu không chỉ là một cảm giác, mà nó là một hành động mà chúng ta phải thể hiện với nhau mỗi ngày, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương như chính mình, ngay cả khi điều đó khó khăn, bất tiện hoặc là tốn kém nữa. Và đặc điểm thứ ba đó là sự tha thứ. Một gia đình biết Chúa là một gia đình mau mắn tha thứ cho nhau. Và Đức Thánh Cha Francisco nói rằng: chúng ta đều biết rằng không có gia đình nào là hoàn hảo, không có người chồng hay người vợ nào hoàn hảo. Chúng ta còn sống
là còn mắc lỗi và phạm tội. Và vì thế, tha thứ không phải là lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều đó là cần thiết nếu như chúng ta muốn có tương quan lành mạnh trong gia đình của mình. Khi chúng ta tha thứ cho nhau, chúng ta chứng tỏ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đặc điểm thứ tư để nói lên chúng ta nhận biết Chúa, đó là chúng ta phục vụ. Một gia đình biết Chúa là một gia đình tìm cách phục vụ người khác một cách nhân không, cả trong và ngoài gia đình của mình cũng vậy. Họ tìm cách thể hiện lòng tốt, sự hào phóng và lòng trắc ẩn với những người gặp khó khăn. Họ hiểu rằng họ được kêu gọi để yêu thương người lân cận như chính mình. Và việc phục vụ là một biểu hiện hữu hình của tình yêu thương đó. Và đặc điểm cuối cùng đó là cầu nguyện, thưa quý ông bà và anh chị em. Cầu nguyện là một cách giao tiếp với Thiên Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn, sự khôn ngoan và sức mạnh của Ngài. Những người biết Chúa coi việc cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ. Họ thường xuyên cầu nguyện, cảm tạ Chúa về các phúc lành của Ngài và cầu xin sự trợ giúp cũng như nâng đỡ của Ngài trong những lúc cần thiết. Cầu nguyện giúp chúng ta làm cho ý muốn của mình phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Cũng bạn chị em thân mến, ước gì mỗi gia đình luôn cố gắng vun trồng đức tin, tình yêu, tha thứ, phục vụ và cầu nguyện trong gia đình của mình, để chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa và trở thành nguồn phúc lành cho người khác. Xin cho gia đình chúng ta luôn là tấm gương sáng về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa trên thế gian này. Amen.